Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu đầu tư trên sóng Đài Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và lạm phát kinh tế trong giai đoạn vừa qua đã gây nhiều tác động khó khăn và phức tạp đến sự phát triển của kinh tế xã hội, song với những đổi mới trong chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh Nghệ An đã giành được nhiều kết quả nổi bật. Với mục tiêu tạo động lực tăng trưởng mới, bên cạnh việc thu hút đầu tư trong nước, Nghệ An đã nỗ lực thu hút nhiều hơn các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI và mang lại những hiệu quả tích cực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số kết quả, những khó khăn vướng mắc hiện nay cũng như các giải pháp của tỉnh Nghệ An để đẩy mạnh thu hút các dự án FDI. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tức. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với tập đoàn Sembcorp Singapore cùng với đại diện công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship về đầu tư dự án khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMEX Nghệ An. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã giới thiệu với đoàn những lợi thế của Nghệ An, những ưu đãi cao trong khu kinh tế Đông Nam cũng như vị trí phát triển gắn kết các nước trong khu vực Thái Lan, Lào. Đồng thời bày tỏ mong muốn tập đoàn Sembcorp sẽ đẩy nhanh tiến độ để dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMEX sớm được khởi công xây dựng. Thay mặt đoàn công tác, ông Kevin, Tổng Giám đốc tập đoàn Sembcorp ghi nhận sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền tỉnh Nghệ An trong chuyến làm việc và khảo sát tiến độ đầu tư dự án của đoàn. Cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMEX và xúc tiến giới thiệu những nhà đầu tư khác đến tìm hiểu và đầu tư tại Nghệ An. Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Bắc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, nhà máy sản xuất nhiệt điện tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu tới các nhà đầu tư Hàn Quốc về điều kiện tự nhiên, tiềm năng của tỉnh Nghệ An và dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 2, Quỳnh Lưu nằm trong khu kinh tế Hoàng Mai Đông Hồi đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt. Nguồn vốn dự kiến cho nhà máy này khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, hình thức đầu tư 100% vốn của nhà đầu tư. Tại thành phố Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia cơ quan hợp tác phát triển Nhật Bản JICA. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo với đoàn chuyên gia về điều kiện tự nhiên của Nghệ An, một số nét chính về sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nông sản, cũng như những hạn chế cơ bản trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp của tỉnh và đề nghị tổ chức JICA Nhật Bản kết nối để Nghệ An được tham gia các dự án do tổ chức JICA hỗ trợ thông qua các cơ quan trung ương của Việt Nam. Trong tháng 5 tới, tổ chức JICA sẽ tiếp tục triển khai dự án cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An và thực hiện dự án mới là hợp tác kỹ thuật theo mô hình khảo sát với mục tiêu là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp ở tỉnh Nghệ An. Với những đổi mới trong chính sách thu hút đầu tư và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, tỉnh Nghệ An đã thu hút được khá nhiều dự án FDI góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Đặc biệt, năm 2013 được đánh dấu là một năm thành công trong công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số kết quả thu hút đầu tư nói chung và thu hút dự án FDI của Nghệ An nói riêng trong thời gian vừa qua. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2013 được đánh dấu là một năm thành công trong công tác xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Trong năm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 89 dự án, trong đó có 5 dự án FDI với số vốn đăng ký là 21,08 triệu đô la. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều dự án FDI sử dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều việc làm và nộp ngân sách nhà nước. Bước đầu khẳng định là các cái công ty cũng như các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn huyện Ấn Thành đã khẳng định được cái hiệu quả cũng là thu hút được cái lao động nhàn rỗi của bà con nông dân trên địa bàn vào làm việc ở các cái doanh nghiệp, các cái trang trại và tạo cái công ăn việc làm, đồng thời là tăng cái thu nhập của người dân. Đặc biệt là cái dự án sản xuất chuối tại xã Viễn Thành thì hiện nay đang tập trung đó là chỉ đạo để mở rộng cái quy mô sau khi mà dự án đi vào tức là sản xuất mà có hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt là đưa lại cái thu nhập cao hơn. Có thể nói năm 2013 là năm có số đoàn các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó có nhiều tổ chức tập đoàn mạnh đến từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Slovakia, Séc, Thái Lan, Hoa Kỳ, Hồng Kông.
Tính lũy kế cho đến ngày 15 tháng 3 năm 2014, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 627 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 33 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang hoạt động với số vốn đăng ký đầu tư là 254,1 triệu đô la. Nhà máy sản xuất linh kiện thiết bị điện tử viễn thông Hitech BSE Việt Nam do tập đoàn BSE Hàn Quốc đầu tư được xây dựng và đã đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Nam Cấm, có tổng mức đầu tư 30 triệu đô la, quy mô 250 triệu sản phẩm năm. Sản xuất các giải pháp thiết bị tiêu dùng di động hàng đầu thế giới bao gồm microphone, loa, máy thu, LED, kính đàn hồi, cảm biến, máy rung. Theo tôi được biết, phần lớn các nhà đầu tư thường chọn đầu tư vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì sự phân biệt chênh lệch ngày càng nhiều hơn, nên chúng tôi quyết định đầu tư vào Nghệ An để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng được biết Nghệ An có nguồn nhân lực rất dồi dào, nên đầu tư vào đây sẽ là một thế mạnh. Khi đầu tư vào Nghệ An thì chúng tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ rất tận tình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các cấp, các ngành. Vì thế, chúng tôi mới đạt được kết quả phát triển như ngày hôm nay. Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng nhìn chung, hiệu quả thu hút đầu tư vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, số lượng dự án và quy mô đăng ký còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Hiện nay, có 6 dự án với tổng mức đầu tư trên 1,397 triệu đô la đang triển khai chậm tiến độ. Đồng thời, một số dự án đã đi vào hoạt động thì vẫn đang còn gặp khó khăn trong sản xuất. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định mục tiêu chung của hoạt động thu hút đầu tư năm 2014 là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng thu hút các dự án khai thác các tiềm năng và lợi thế của tỉnh và các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu ngân sách lớn, tạo nhiều việc làm, có hiệu quả cao và có tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh. Các dự án có tính động lực tạo đột phá trong thu hút đầu tư. Hiện một số nhà đầu tư nước ngoài đang nghiên cứu, khảo sát, chuẩn bị đầu tư như khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Becamec của tập đoàn Sembcorp Singapore. Với những tín hiệu khả quan này, hy vọng mục tiêu phấn đấu thu hút đầu tư được 75 đến 85 dự án trên các lĩnh vực với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 12.000 đến 14.000 tỷ đồng của Nghệ An sẽ sớm đạt kết quả. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nhìn lại một số kết quả trong thu hút đầu tư các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Để tìm hiểu rõ hơn các giải pháp trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2014, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung trao đổi với lãnh đạo ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin cảm ơn ông Huỳnh Thanh Điền đã nhận lời tham gia trong chương trình nhịp cầu đầu tư của chúng tôi. Thưa ông, có thể nói rằng là trong thời gian qua thì thu hút đầu tư của Nghệ An, đặc biệt là thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã có rất là nhiều khởi sắc. Tuy nhiên thì so với cái tiềm năng của tỉnh Nghệ An thì số dự án đầu tư vào Nghệ An thì vẫn còn ít. Vậy ông có thể cho biết là hiện nay thì có những cái nguyên nhân khó khăn nào? Thời gian vừa qua thì cái số doanh nghiệp mà FDI đến tìm hiểu và cái cơ hội đầu tư ở tỉnh chúng ta rất nhiều, và tỉnh thường xuyên làm việc với các đoàn. Và nhưng thực tế thì phải nói rằng cái số lượng cái dự án vào ở tỉnh ta thì còn ít. Thì cái nguyên nhân trước hết thì phải nói rằng là các nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam thì họ chọn cái vùng có cái thuận lợi gần các cái trung tâm lớn, là cái nơi đầu mối có các cái dịch vụ nó thuận lợi hơn. Cái điểm thứ hai thì cũng phải nói rằng là cái quảng bá tuyên truyền cái gọi là xúc tiến đầu tư của chúng ta đối với nước ngoài vẫn còn một số cái hạn chế. Và cái thứ ba thì phải nói rằng là cái cơ sở cái dịch vụ cho nhà đầu tư, mặc dù chúng ta đã cải thiện rất nhiều nhưng mà cũng còn một số cái hạn chế. Và cái hạ tầng cho đầu tư của chúng ta ở trên một số thì còn có khó khăn do nguồn lực của chúng ta còn ít. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2014, chủ trương của tỉnh Nghệ An là tăng cường đẩy mạnh thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Vậy thì để khắc phục những cái khó khăn vướng mắc trong nhiều năm qua, ông có thể cho biết là chủ trương của tỉnh Nghệ An sẽ có những cái đổi mới nào để tăng cường thu hút các dự án FDI vào Nghệ An? Trong lúc cái đầu tư của các doanh nghiệp trong nước còn có nhiều khó khăn và doanh nghiệp của tỉnh cũng đầu tư còn khó khăn, thì cái đầu tư nước ngoài là một cái
cái định hướng lớn. Và để triển khai việc này thì tỉnh có triển khai rất nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thu hút đầu tư, rồi là giải quyết các cái vướng mắc cho các nhà đầu tư, và đặc biệt tập trung vào một số cái định hướng trọng tâm, ví dụ như là chúng ta sẽ tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để giới thiệu với nhà đầu tư để họ hiểu về tỉnh và cái quyết tâm của tỉnh trong cái thu hút đầu tư. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ tập trung vào cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư, đặc biệt là cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, để làm sao đó nhà đầu tư khi vào đến với chúng ta họ sẽ cảm nhận được là chúng ta đồng hành cùng với họ và với cái thủ tục thông thoáng nhất và thực hiện thời gian nhanh nhất. Cái thứ ba là chúng ta tiếp tục tìm các cái đối tác đầu tư để đầu tư cái hạ tầng các khu công nghiệp và khu kinh tế, để từ đó họ có thể thu hút các đầu tư nước ngoài. Và đây là một cái định hướng mà rất lớn. Ví dụ như hiện nay thì Nhật Bản có 2 khu công nghiệp ở vùng Hoàng Mai, rồi là sắp tới chúng ta đang hợp tác với BKMX và tập đoàn Sencorp để đầu tư khu công nghiệp ở khu kinh tế. Thì đây là những cộng với những các giải pháp khác về trong triển khai, khi các dự án đã vào thì chúng ta sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, cái đồng thuận trong nhân dân cũng như giải quyết các cái vướng mắc kịp thời. Thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới cái thu hút đầu tư FDI sẽ có một cái bước chuyển biến mạnh mẽ, và từ đó để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Có thể nói rằng là khu vực miền Tây Nghệ An là khu vực có rất là nhiều tiềm năng. Vậy để mà góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển của khu vực này, ông có thể cho biết một số định hướng của tỉnh Nghệ An trong thu hút các dự án FDI đến năm 2020? Khu vực miền Tây của tỉnh là một khu vực mà có đất đai rộng lớn và có rất nhiều tiềm năng trong cái phát triển, và cùng nơi là tỉnh có cái định hướng để thu hút đầu tư để phát triển những cái vùng này. Và thời gian vừa qua thì chúng ta đã có rất nhiều cái giải pháp để thu hút vào vùng này, kể cả các cái doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước cũng như FDI. Và đối với FDI thì vừa qua thì đã có một số dự án vào khu vực này, ví dụ như dự án may mặc của Hà Lan tại Thanh Chương, và sắp tới đây thì có cái dự án may mặc của Hàn Quốc tại Nghệ An. Thì chúng tôi tin tưởng rằng với những cái nỗ lực quyết tâm của tỉnh và các cấp các ngành thì chắc chắn cái thời gian tới cái thu hút đầu tư FDI vào khu vực miền núi nó sẽ phát triển nhiều hơn, nó trên nhiều cái lĩnh vực hơn, không những chỉ lĩnh vực mà sử dụng lao động, mà trong các lĩnh vực chế biến nông lâm và các cái lĩnh vực nông nghiệp mà chăn nuôi, mà miền Tây chúng ta có rất nhiều thế mạnh để làm sao đó cho cái miền Tây có một cái bước khởi sắc trong thu hút đầu tư, từ đó tạo cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội miền Tây và góp phần vào xóa đói giảm nghèo. Hy vọng với những đổi mới và những cái chủ trương năng động của tỉnh Nghệ An, chúng ta sẽ thu hút ngày càng nhiều hơn những dự án FDI, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chuyên mục Nhịp cầu đầu tư tháng 4 năm 2014 xin được kết thúc tại đây. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.